Cuối cùng thì chúng ta cũng đã có cái iconic biểu tượng hình cái cần câu. Là mọi người đi vô chắc chắn là mọi người sẽ nhìn không biết được là cái chỗ này là cái chỗ mà gồm câu cá. Thì khi mà các bạn đi vô các bạn nhìn, trời đất ơi, nó đang trồng hoa, trồng lá, nó đang trồng mấy trái dâu, cái vườn dâu của nó nè. Đấy, rồi. Thực ra thì không phải, cái phần trên này mai mốt mình này, chắc mình lắp nó đi cho nó đẹp. Quan trọng là mấy cái máy ở dưới. Những cái máy ở dưới chúng ta sẽ làm được nhiều đồ. Và hi, xin chào tất cả các bạn, mình là Bunko đây và chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Minecraft của mình. Và hôm nay mình và thằng Gem sẽ tiếp tục tập tiếp theo của Minecraft One Block. Ok, thì trước khi bắt đầu vào video thì nếu các bạn thích thì đừng quên để lại cho mình một like, share video để ủng hộ cho channel của mình. Còn thấy tốt hơn nữa thì các bạn có thể nhấn vào nút đăng ký cũng nhấn vào cái chuông để nhận được thông báo từ video mới nhất nha. Còn bây giờ thì mình sẽ đi đập Gem thôi, tại giờ nãy giờ mày cứ cầm cái cần câu mày đánh tao hoài vậy hả? Mày kéo tao tới thằng quỷ này, rồi nó gãy cái cần câu rồi. Win rồi, mình thắng rồi. Ok, thì nãy giờ các bạn xem cái chỗ này thì các bạn cũng đã thấy được là nó có kỷ nguyên mới rồi. Còn bây giờ thì mình sẽ cho các bạn xem kỷ nguyên mới của chúng ta có gì nha. Ok, kỷ nguyên mới chúng ta sẽ có gọi là mấy cái block mycelium, mossystone, jack-o'-lantern, chisel stone brick, Rocket Stone Brick. Mấy cái này tụi mình nghĩ là nó rất là bình thường. Còn đồ thì sao? Bây giờ chúng ta sẽ có mấy cái đĩa, rồi Phantom Membrane, Wither Rose, Rotten Flesh. Bây giờ bắt đầu là có thịt zombie rồi này nọ, Lantern là mấy cái đèn, rồi mắt nhện bị lên men. Cái này mấy cái này bình thường mà, không có gì đặc biệt cả. Còn bây giờ thì tới những con quái. Có Phantom nè, có Silverfish. Ủa, mấy cái này tôi nhớ tôi như là có rồi mà đúng không ta? Thôi kệ, miễn sao là con nào xuất hiện là tôi nhốt nó vô sợi dây liền. Thì kỷ nguyên mới nó không có gì đặc biệt cả. Thì có cái gì là tụi mình sẽ chạy vô cái máy này tụi mình học. Và bây giờ thì các bạn có thể thấy là nãy giờ là tụi mình đã quên làm một cái, đó chính là 2, 1. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ hôm nay mình sẽ làm một cái gọi là một cái nơi để chúng ta làm một cái ngành công nghiệp mới ở dưới biển. Wow, nghe là khoái liền vậy. Trong thời gian đó thì tụi mình đang gọi là đang mở rộng, mình và anh Gem đang mở rộng. Và sau khi mở rộng xong thì chúng ta sẽ bắt đầu vào việc nha Gem. Let's go. A few inches later. Sau khi xây xong thì mình và thằng Gem chuẩn bị lắp đặt một cái. Hôm nay quên nói với mọi người, hôm nay tụi mình sẽ xây một cái nơi mà hả, để gọi là gì ta, một cái hệ thống hả? Hay là một cái nhà máy. Ừ, nhà máy nghe nó hay hơn. Tự động câu cá, gọi là cho chúng ta về những cái hải sản đồ này nọ. Hợp lý không? Hợp lý không? Yeah boy. Rồi Gem, đưa tôi những cái đồ mà chúng ta cần coi. Đây thì mình đã chuẩn bị một stack. Đấy. Ôi trên nó ném mình 2 stack luôn ạ. À, một stack đúng rồi. Đây là Marine Fisher thì ok, thì nó có công dụng là câu cá. Đấy. Rồi bây giờ chắc là tụi mình sẽ ngồi đếm đi ha. Bắt đầu là làm từ xong mấy cái chỗ này nhìn nó quy quy, nó lạ lạ ta. Rồi, bây giờ để mình test cái trên đây trước đã. Ok, lớn đâu. Ủa, magic vậy? Sao mà magic vậy? Rồi, ok, bắt đầu từ trên đây trước nha. 1 2 3 4 5 6 7, 8, 9, 10. 10 không? Nhớ phải để đường đi nữa. 10 hen. 10 cái hen. Rồi ok. Rồi bây giờ là tụi mình bắt đầu lắp đổ nước vào đây. Đi lấy xô nước cái đã. Rồi ok chưa? Trước tiên chúng ta cần phải chắn lại cái khu vực này cái. Đấy. Rồi bắt đầu đổ nước vô này. Đổ qua đây là đổ banh chành luôn. Chắc là hơi lâu ấy. 6 and a half hours later. Rồi. Sau khi mà tụi mình đặt xong 10 cái máy này, bây giờ nó cần điện năng thì cũng như thường lệ, chúng ta sẽ làm những cái cách mà làm điện năng một cách hợp lý nhất, đó chính là đặt mấy cái máy này lên. Đấy, như thế thì nó sẽ có điện năng. Đó. Rồi. Ok, đặt hopping bonsai lên này. Từ. Đấy. Rồi, sau khi đặt hopping bonsai thì chúng ta sẽ đặt đất vào để nó trồng cây và nó cho gỗ. Lộn. Rồi, sau khi mà nó cho gỗ xong rồi, bây giờ chúng ta sẽ xem cái máy này coi nó có nhận được điện năng không nha. Nó có nhận điện năng không? Nó không nhận. Chu cha màng đét ơi, cái gì mà không nhận vậy? Nhận giùm con cái má ơi. Anh ơi, nãy
Tuyệt vời này, đó, máy đầu tiên đã có điện năng, những cái máy tiếp theo cũng đã có điện năng. Và sau khi có điện năng và nó sẽ chồng, không phải chồng, và là nó sẽ tự động câu cá. Ui, lâu lâu nó cho chúng ta giày dép cái kiểu nữa này. Hợp lý chưa? Ngon lành cành đào liền. Bây giờ là hả, chúng ta có rất là nhiều cá. Và tao, che mà, tao sẽ gọi lại gì ta? Bàn giao lại những cái dựa hải sản này cho mày, hiểu không? Ok chưa? Cẩn thận mà chăm sóc tụi nó nha. Rồi tụi mình sẽ làm thật là nhiều dựa hải sản luôn. Ở giữa này thì tụi mình sẽ buông ra, tụi mình không giữ. Ê lộc, ở giữa này tụi mình sẽ cho nó một khoảng trống để bắt đầu nó truyền mấy cái đồ đạc đi nữa mọi người. Cho nên là bây giờ chúng ta sẽ làm tầm 10 cái như vậy đó. Rồi cho em, phụ cho em ơi. Đây, đây, bonsai đây. Rồi, làm tầm một ít trước đi. Tại giờ chưa đủ tiền. Một lát sẽ đi lấy dựa hải sản đi làm tiếp. Rồi, ok chưa? Mình sẽ làm bên đây. Đấy, mình với thằng chị em sẽ chia nhau làm mọi người ạ. Thì sau khi mà dựa hải sản này hoàn thành, tụi mình sẽ làm gì? Tụi mình đang có một cái ý định là gọi là gì ta? Những cái hàng hóa mà từ bên ngoài tụi mình sẽ chuyển vào vô trung tâm, sau đó tụi mình dễ dàng buôn bán hơn. Nghe hợp lý chưa? Còn chỗ này tụi mình phải sửa lại nữa này mai mốt. Tụi mình phải sửa lại chỗ này nữa này. Bây giờ là thằng Chém nó làm cái gì mà nó làm cầu thang ở đây kỳ cục. Thôi Chém ơi, vô đi ngủ không, thôi là tối mấy con Phantom nó đập đầu mình bây giờ. A few moments later. Sau khi xong rồi thì mình và thằng Chém mình cũng đã gọi là xài hết tiền rồi, mình phải mượn thằng Chém. Chém, cùng là anh em ta cùng nhau kinh doanh cho nên là tao muốn xin mày một tí vốn. Đây, đây là vốn của mình mượn nó. Rồi mình sẽ sử dụng cái block này để xây nhà. Cái này nó mắc cực thực sự luôn các bạn ơi. Các bạn biết không, một stack nó tốn 132.000. Ôi, từ giờ trong cái tài khoản của mình còn có 50 mấy ngàn à. Cho nên là mình phải mượn của con Chém rồi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm cái này cho nó bự bự ra nè. Đấy, tầm cỡ này thôi hen. Bao nhiêu? 1, 2, 3 ơi xin lỗi, 4, 5, 6. Tổng cộng là 6 nha mọi người. Ok, rồi các bạn đợi mình tí. 6, rồi, đi qua đây. Ở dưới là mình sẽ đặt lồng kính. Ok, được á. Không, mình nghĩ lại rồi. Mình sẽ làm một cách nhìn thấy nước luôn mọi người. Đấy, tụi mình sẽ đập cái này đi. Đó, sau khi đập cái này đi rồi mình sẽ đặt cái kia thì chúng ta sẽ thấy được nước thôi. Ok, sure. Let's go. Oh no. 2 hours later. Yo. Wow. Không ngờ thằng Chém nó lại làm cái thang mà mình kêu nó là không nên làm như vậy. Từ từ mình sẽ làm thang máy sau, đúng không? Từ từ để coi elevator chứ. Rồi bên này không có thang máy rồi. Không sao. Rồi, bây giờ mình đã chuẩn bị sẵn những cái nguyên liệu này rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu xây. Bây giờ chia đôi cái đã. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 chia đôi thì lấy đại thằng ở giữa này đi ha. Rồi, bắt đầu. 1 này, 2 này. Rồi, bây giờ là màu nâu. Đấy. Rồi, đặt cái này lên. Cái này là một cái hình mà mình lấy trên mạng nè mọi người. Mình chỉ làm một cái biểu tượng iconic của nó thôi nha mọi người. Chết rồi. Mình phải tìm cách leo lên đây. Eto đây rồi. Ok, thank you chị em. Cảm ơn chị em đã hỗ trợ tôi. Never forget chị em. Thôi chị em, mình đặt lại tao cái chị em. Ừ, vậy đi. Đấy, rồi đập bể nó đi. Rồi cứ tiếp tục như vậy đó. 10 seconds later. Đấy. Cuối cùng thì chúng ta cũng đã có cái iconic biểu tượng hình cái cần câu. Là mọi người đi vô chắc chắn là mọi người sẽ nhìn không biết được là cái chỗ này là cái chỗ mà câu cá. Để khi mà các bạn đi vô các bạn nhìn, trời đất ơi, nó đang trồng hoa, trồng lá, nó đang trồng mấy trái dâu, cái vườn dâu của nó nè. Đấy, rồi. Thực ra thì không phải, cái phần trên này mai mốt mình này, chắc mình lắp nó đi cho nó đẹp. Quan trọng là mấy cái máy ở dưới. Những cái máy ở dưới chúng ta sẽ làm được nhiều đồ. Ok, và hôm nay chúng ta, vậy là cuối cùng thì chúng ta cũng đã xong rồi đấy mọi người. Chỉ cần bây giờ chúng ta làm cái đường ống và dẫn nó vào bên trung tâm thôi. Mình chưa làm hết nha, mình chưa có đụng gì cả, mình chưa có để nó tự động gì cả. Thì ở tập trước thì chúng ta đã cắt được cái lông cừu. Và bây giờ mình sẽ cho các bạn xem binh đoàn tinh nhuệ của mình. Đây. Ngon lành chưa? Đây là binh đoàn tinh nhuệ của tôi đó các bạn. Bây giờ là tụi nó sẽ được cắt lông một cách rất là hợp lý đó. Lên xong đi qua đây. Mấy cái máy này nó xử lý, nó cắt. Sau đó là sau khi cắt xong đúng không, nó sẽ thả xuống. Đấy. Nó thả những cái gù xuống.
Trời ơi, mấy con cừu xuống dưới lại tiếp tục ăn uống no say cái kiểu lại lên cắt lông tiếp. Rồi chưa, hợp lý chưa? Rồi coi nè các bạn, thấy chưa? Chiến lợi phẩm của tụi mình thu lợi nhuận ngon lành cành đào liền. Nãy còn trứng gà thì khỏi nói rồi. Sau đó từ những cái lông cừu nè, rồi trứng gà nè, rồi cá đồ này nọ, tụi mình sẽ di chuyển nó vào đây, vào trong trung tâm này bằng một cái mod, đó là revive chén muối ngon lành cành đào liền. Revive Babe. Cái này thì mình sẽ học thử cái công thức nào trước nha. Mình sẽ học thử đại một cái công thức trước. Đó là energy item đâu rồi đây. Mình sẽ làm cái này trước nè. Đâu rồi? Bây giờ chúng ta cần bây giờ mình cần sắt và kính. Ok. Sắt nè. Rồi. Kính nè. Đây. Cái này mình sẽ cho nó học trước. Rồi. Sau đó là nâng cấp nó lên. Nâng cấp lên bằng cách nào? Không có nâng cấp. Trời đất ơi, cái gì kỳ vậy? À, advanced item đây rồi. Đây, cái này đây. Wow, các bạn nhìn cái công thức nó kìa. Rồi bây giờ mình sẽ đặt nó thử vào hai cái gương nha. Dành cho những bạn chưa biết cái cách mà tụi mình sẽ... Cái này là chắp đo. Cái cách mà tụi mình sẽ chuyển đồ từ đây qua đây. Từ đâu qua đâu đấy. Từ từ, thêm cái gương cái. Đây, hiện tại nó chưa có chuyển được đâu, các bạn xem này. Đó. Chúng ta đặt thử sắt vào coi nó có chuyển không. 58 cục vẫn không chuyển. Nhưng mà chúng ta sẽ làm một cái, đó là extractor, để nó gọi là gì ta, nó chuyển đồ đi, nó xuất đồ đi đó mọi người. Chắc là mình làm cái này trước. Bây giờ chúng ta cần một cái piston. Oh my god, piston chúng ta còn chưa làm nữa. Oh my god. Rồi, sau khi đó là chúng ta sẽ làm cái này. Rồi, các bạn hãy để ý những cái dấu ít này nha. Những cái dấu ít này là nó chưa có những cái chức năng này. Cho đến khi mà chúng ta nâng cấp lên thì cái nào mà nó đã đánh dấu là nó sẽ có chức năng đó. Ví dụ thì cái basic này nhất nè, nó chỉ truyền đồ thôi, chứ nó không có những cái tính năng mới hơn. Đấy. Và các bạn sẽ để ý là từ bây giờ trở đi, mình sẽ di chuyển lông cừu vào đây, mình sẽ di chuyển trứng gà vào đây, và mình sẽ di chuyển tất cả những cái món đồ của bên hải sản vào đây. Đó, là bây giờ chúng ta có thể đem nó đi bán rồi. Ở những cái tập sau là chúng ta còn khu rừng nè, nơi trồng, nơi nuôi ong nè, rồi mấy con động vật như là hồ ly, là không phải hồ ly mà là cáo, gấu trúc, ngựa, bò, gà, kiểu bla bla bla, rồi làm được nhiều thứ nữa. Ok, thì tập này hôm nay chúng ta nhẹ nhàng tới đây thôi. Chị em cảm thấy hợp lý chưa? Quá hợp lý luôn, đánh cái rồi, bắt tay, ai da, đầu, bắt tay này nó tán mặt tôi chứ bắt tay gì. Rồi, thì hôm nay chúng ta đã xong cái này rồi, thì cái tập hôm nay á nó hơi nhanh nha. Kiểu nó li cái kiểu hơi nhanh, tại vì mấy cái này chúng ta cũng đã làm ở tập trước rồi. Cho nó chỗ này chúng ta không lên được, có thể là mình sẽ sửa sau. Còn bây giờ thì chắc là video cũng đã dài rồi. Oh my god. Bây giờ đâu? Thằng quỷ này. Ok. Bây giờ video này cũng đã dài rồi. Kết thúc nha. Video này cũng đã dài rồi, xin nhắc lại lần thứ tư. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video này. Đừng quên để lại cho mình một like, share video để ủng hộ cho channel của mình có thể tốt hơn nữa. Thì các bạn có thể nhấn vào nút đăng ký, cũng nhấn vào cái chuông để nhận được thông báo từ video mới nhất nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye, peace.